phát nè. Rồi bây giờ đã xuất phát. Lượt dòng loại thứ hai của các đội 2, 4, 6. Lượt dòng loại thứ hai này có 6 thuyền đua nha. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện giờ là tầm khoảng 10 giờ trưa thì Cao Tùng Vlog đang có mặt tại đình Bình Thủy. Nơi đây là năm nay là một cái lễ hội kỳ yên của đình Bình Thủy nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2022. Thì lễ hội kỳ yên hàng năm của đình Bình Thủy thì có tổ chức đua thuyền cũng như là những cái hoạt động nhộn nhịp rất là vui. Trong đó có lễ hội hóa trang thành những cái người mọi rất là đặc biệt luôn. Thì Cao Tùng Vlog sẽ quay toàn cảnh lễ hội kỳ yên đình Bình Thủy cũng như là trực tiếp những cái lượt thi đấu của bà con. Thì Cao Tùng Vlog sẽ mời bà con theo mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ trước tiên là mình sẽ đi vòng vòng quay quang cảnh của bà con, sau đó là sẽ trực tiếp những cái trận thi đấu rất hấp dẫn của bà con. Rồi bây giờ mình sẽ hòa nhịp vào cái không khí của bà con đang đua thuyền ở đình Bình Thủy nha. Ở phía trên đây là bà con đang xem là rất là đông luôn nè. Còn những cái đội đua đang chuẩn bị xuống tàu để mà chuẩn bị đua nha. Đây là cái lượt đua đầu tiên của các đội nha. Hiện tại thì mình nhìn thấy là có 2, 4, 5 6 chiếc thuyền đang chuẩn bị đua nha. Lượt này đua mấy chiếc thuyền chú? 6 chiếc nha. Dạ. Vậy là đợt đua đầu tiên sẽ là có 6 chiếc thuyền nha bà con. Đây các thuyền đang chuẩn bị để mà xuất phát nha. Rồi bà con cô bác hãy đón xem là cái lượt này, đầu tiên này thì đội nào sẽ giành chiến thắng nha. Đó là danh sách của các đội thi đấu lượt đầu tiên nha. Bây giờ mình sẽ nhìn lên cái không khí của bà con đang ở phía trên nè, rất là đông luôn. Từ ở phía dưới cầu ở bên đó thì có những cái ghe của bà con nè, thật sự là rất là vui luôn. Hòa nhịp vào không khí của lễ hội của đình Hằng, đình Bình Thủy. Dạ, 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 quay một bữa cũng đình mình quá vui luôn rồi. Dạ rồi con đi luôn coi bà hai ơi.
Dạ. Rồi quay đi con ơi, lên cũng định cho vui vẻ ăn thẳng độ. Dạ dạ. Đây hoàn cảnh ở phía trên. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên cầu nha, mình qua bên đình kia mình quay cho bà con luôn. Dưới đây là mấy cái đội không biết là thi đấu chưa, để mình quay cho bà con xem luôn. Mấy cái đội mình thi đấu chưa anh? Anh ơi, mấy cái đội mình thi đấu chưa? Đang đợi thi đấu ha. À, cố lên nha, giành giải nhất nha. Đây các đội đang ở trong phía dưới cầu nè, đang chuẩn bị để đến lượt của mình để thi đấu ở trong cầu đấy kìa. Đó trong cái kia rồi, mình có mấy bạn ở trong đó là vui quá, vui dưới cái dạ cầu kìa. À, mình không có lại gần cái được, quay cho con xem không khí thật sự là quá vui luôn. Đình Bình Thủy năm nào tổ chức thì cũng vui như thế luôn. Ở dưới kia có mấy cái ghe quá vui luôn. Bây giờ mình sẽ lên cầu nha, mình quay cho con xem. Đây là cái không khí ở phía trên cầu nè, bà con cũng đang đón xem cái lượt thi đấu thứ hai là đội nào sẽ về trong cái lượt thi đấu thứ hai này. Đây không khí ở phía trên cầu dài dài trên kia cũng có rất là đông bà con kìa. Ôi giời, đó có mấy cái ghe kìa, quá vui luôn. Trời ơi, có cô đó nhảy quá sung luôn. À, không khí lễ hội Kỳ Yên của đình Bình Thủy năm 2022. Quá vui. Bây giờ mình sẽ đi chạy lên trên phía trên cầu nha, rồi xong mình sẽ qua bên chỗ đình Bình Thủy luôn. Nãy giờ mình đi phía bên đây rồi, chưa có qua đến bên phía bên đình Bình Thủy nữa, để qua cho bà con xem luôn. Đây là khu vực ở phía trên trên cầu đình Bình Thủy. Cái không khí ở trên cầu đình Bình Thủy nha. Ở trên đây thì có rất là đông. Ôi, mình gặp cái bạn gái mới nãy nữa kìa. Đây là quang cảnh ở phía trên cầu nè. Rồi đây là lượt thứ hai thi đấu, không biết cái đội áo đỏ đó là đội nào nữa, để mình quay sát lên cho bà con xem nha. Đội về đích đầu tiên của lượt thứ hai. Là đội nào đây? Đây là đội về đầu tiên của lượt thi đấu thứ hai. Là đội đội Thợ Tâm hả? À, đội Thợ Tâm anh. Thợ Tám hả? Vậy là đội Thợ Tám đã về đích đầu tiên trong lượt thi đấu thứ hai. Rồi còn phía sau có hai cái chiếc thuyền đang cạnh tranh về nhì để giành chiếc vé vào chung kết nha. Không biết là đội nào sẽ về thứ nhì đây. Cuộc đua rất là hấp dẫn luôn. Rồi đây là cái khúc kết cuối cùng của hai đội. Nếu đội nào giành chiến thắng trong lượt này thì sẽ vào chung kết cuối cùng. Rồi đội đội xanh đã giành chiến thắng rồi. Không biết là đội nào đây. Đội nào đây? FC Công Đoàn. Đội FC Công Đoàn đã về nhì trong lượt thi đấu thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái khu vực trước đình Bình Thủy nha, để quay cảnh bà con đang ở bên kia quá vui luôn kìa.
Cô chú cho con hỏi chú, năm nay lễ Kỳ Yên này là thi đấu được bao nhiêu đội đua thuyền chú? 60 mấy đội vậy? 60 mấy đội hả? Là mình thi đấu cách thức như thế nào chú? Đua một bảng như vậy là có gồm có 7 thuyền. Dạ. 7 thuyền là nó lấy nhất nhì. Rồi sau cái chiếc nhất đó là ngày mai nó bơi vô chung kết hạng A. Còn cái thằng nhì là nó bơi chung kết hạng B. Dạ. Như vậy là thi đấu vòng tròn mỗi bảng trước, sau đó là lựa ra bảng mỗi bảng một đội nhất và một đội nhì, sau đó là sẽ thi đấu vòng chung kết. Thi đấu vòng chung kết ngày mai là chung kết là lấy ra cái đội nhì đó là bơi cái vòng chung kết hạng kêu hạng A, hạng B đó. Dạ. Còn cái đội nhất thì nó bơi chung kết hạng A. Chung kết hạng A và hạng B. Dạ. Cái hạng B tức là lấy những cái xuồng nhì đó là bơi cái chung kết của cái hạng B. Dạ. Còn cái hạng nhất đó là chung kết hạng A. Dạ. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Dạ, vậy là mình thi đấu được 5 lượt rồi, còn 2 lượt đó là 7 lượt. 4 lượt rồi. Dạ, 4 lượt. 2 lượt nữa là 6 lượt. Dạ, là 6 lượt là hết hả chú? Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Khi mà về với lễ hội Kỳ Yên hoặc là những cái lễ hội của miền Tây thì rất là vui luôn. Trong phần đó có một cái điểm đặc trưng của người miền Tây, đó là những cái chỗ đãi nước của bà con hoàn toàn miễn phí. Đây nè, mấy cô đang đãi nước ở trong đình luôn nè. Dạ. Đây, hoàn toàn miễn phí cho hả chị? Dạ. Ở trong có đãi cơm luôn nữa hả? Mày nét ơi. Đãi nước còn đãi cơm nữa. Dạ. Đây là cái điểm đặc trưng của các lễ hội ở miền Tây. Rồi bây giờ mình sẽ xin cô một mấy cái ly trà đường nha. Rồi trà đá hả? Rồi em trà đá được rồi. Dạ dạ trà đá được rồi cô. Đây giờ này nắng quá nắng à, mình vô đây mình xin một ly trà đá mình uống nè, quá mát luôn. Ôi mát quá mát. Dạ rồi cảm ơn mấy cô nhiều nha. Dạ chúc mấy cô sức khỏe luôn nha. Dạ. Dạ còn ly nữa đi. Rồi dạ được rồi, con cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Rồi đi qua quay trực tiếp lượt thi đấu thứ tư để cho bà con xem luôn. Rồi các đội đang chuẩn bị lượt đầu tiên xuất phát. Không biết lượt đầu tiên ai sẽ là người giành chiến thắng đây. 6 6 thuyền. Hình như là mình thấy có cái chiếc thuyền của đình Bình Hòa nữa kìa. Của xã Bình Hòa. Bình Hòa 1 nha. Không biết lượt này đội nào sẽ giành chiến thắng đây. 1 2 3. Rồi bắt đầu xuất phát rồi. Không biết lần lượt đầu tiên này thì đội nào sẽ giành chiến thắng nha bà con. Bà con hãy đón xem và theo dõi kênh Coi Tuần Vlog nha. Thì mình không thể quay được cái khúc quay đầu cua rồi. Bây giờ mình sẽ ở đây và chờ khi mà quay lại về đích nha. Về đích là cái khu vực chỗ xuất phát đầu tiên. Bên khu vực bên kia thì bà con đang có những cái chiếc tàu nè, trang trí rất là đẹp luôn. Đang nhảy múa và hòa chung vào với không khí của ngày
lễ đình Bình Thủy, quá vui luôn. Đây có một cái chiếc xuồng nè, có mấy bạn gái đội nón lá kìa, quá dễ thương. Còn dưới đây thì có một cái chiếc ghe nè, bà con người ta đang nhậu à. Hòa vào không khí lễ hội luôn, quá vui luôn. Chú ý là các thiền giả đến về tới đây là điểm tích, tất cả các thiền ở bản B đó, bản B là bản 2 đó, chúng ta chuẩn bị. Cái tàu kìa, đây là tàu của giống như là cái những cái người mộ gì đó, quá vui luôn, thật sự là rất đẹp luôn. Đây bà con nhìn trước cái ống kính mình nè, ở trên người thì viết những cái màu đen giống như những người mộ gì đó, người mộ đúng không anh? Quá vui luôn á. Đây quá không khí, mình đã hòa nhập vào không khí của lễ hội đình Bình Thủy nha. Đây là lễ hội đình Bình Thủy năm 2022. Đó, quá vui luôn. Ngon quá cho qua đây được không anh? Ngon quá cho nó qua đây được. Quá vui luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn ngắm qua cái lò gạch gì? Nhẵn Thành anh. Nhẵn Thành. Đó. Quá vui luôn. Đây. Nguyên một cái phà luôn. Ồ, trên kia có mấy cái cô công chúa nè. Không khí rất vui ở đình Bình Thủy. Đây còn ở phía sau nè, cũng còn rất là nhiều tàu luôn nè. Đó. Ồ, cái tàu này đông quá đông luôn rồi. Không biết cái tàu này của đoàn nào đây. Những cái chiếc xuồng đua đang chuẩn bị trở lại vạch chung kết nha. Thì bây giờ mình sẽ mời bà con nhìn ngắm những cái chiếc tàu đặc trưng của lễ hội Kỳ Yên của đình Bình Thủy năm 2022.
Ồ, quá vui luôn. Công chúa đứng ở đây. Ôi, có cái cô công chúa kìa anh. Quá vui luôn ha. Đây là cái lễ hội đặc trưng của đình Bình Thủy mà không nơi nào mà có được như ở đình Bình Thủy. Thật sự là rất là vui luôn. Chạy thôi đi. Trời ơi. Sắp tới sắp về đề nghị tất cả tàu ghe đậu phải ném vào hướng cho bờ. Đem đây đi, vô đây đi. Chơi này chúng ta đậu ném vào hướng cho bờ, chúng ta chạy qua khỏi cái này đi. Đây ở phía ngoài thì có một cái ghe này cũng rất là vui nè. Giờ quá nhiều ghe luôn. Bây giờ đang chuẩn bị về đích, đó là đội nào đây? Đội áo đỏ, không biết là đội nào đây. Của đội nào đây? Của đội nào đây? Thợ 8. Đó là về đích đầu tiên là của đội thợ 8. Quá hay luôn. Gần đến về đích rồi. Rồi, vậy là đội thợ 8 đã về đích đầu tiên. Cái lượt đầu tiên này là đội thợ 8 là người về đích đầu tiên. Còn đội về nhì là ai đây? Ôi, Bình Hòa 1. Bình Hòa 1 đang chuẩn bị đi về đích xuất phát. Như vậy là chuyến này thì có hai đội về rất là nhanh luôn. Đó là đội Bình Hòa 1 và đội Thợ 8. Rồi, Bình Hòa 1 đã về thứ nhì trong lượt thi đấu đầu tiên. Phía trên cầu nè, trên cầu Bình Thủy thì cũng có rất là nhiều bà con đứng phía trên. Đường bên số 6, dân hiếu 1, đường bên số 7. Cây này 7 liền ở bạn B, cây này chúng ta là đi xuống quá. Phía trên này thì bà con xem cũng rất là đông luôn nè. Khán giả cổ vũ cho hai bên rất là nhiệt tình luôn. Không ngại dù là trời giờ này là khoảng tầm gần 12 giờ trưa, nắng rất là gắt luôn, nhưng bà con vẫn đến cổ vũ rất là đông. Đây là các đội thi đấu lượt thứ hai. Bây giờ là lượt thi thứ hai của các đội. Ở đây thì mình có thấy là đội Văn Thiếu Một nè, đội Phủ Thờ Họ Nguyễn, Tiến Sào Việt Long. Rồi bây giờ đã xuất phát lượt vòng loại thứ hai của các đội 2, 4, 6.
Được, dòng lỗi thứ hai này thì có 6 thuyền đua nha. Không khí thực sự là giờ này là rất vui luôn. Được, thi đấu vòng loại thứ hai này không biết đội nào là sẽ về đích đây. Vòng loại này thì cũng vẫn tuyển ra hai đội để vào chung kết. Ôi, ba chiếc này sao mà dính liền với nhau luôn rồi. Mình sẽ trở lại xem không khí của bà con hai bên đang cổ vũ rất là nhiệt tình cho các đội nha. Ôi, những cái chiếc tàu của bà con cũng đang di chuyển theo nè, quá vui luôn. Phía sau thì có những cái đội cổ vũ ở phía sau nữa. Tiếp lượt thi đấu thứ ba nha. Lượt thi đấu này thì mình nhìn thấy có 2, 4 vẫn là 6 đội nha. Giờ đã đến lượt thi đấu vòng loại thứ ba của các đội. Không biết đội nào sẽ giành chiến thắng đây. Cuộc đua rất là hấp dẫn luôn. Trong cái giây phút đầu tiên thì mình nhìn thấy các đội rất là so kè luôn. Có 4 đội so kè luôn. Có 4 đội rất là so kè nè. Ồ, 5 đội, 6 đội. Thời điểm thứ nhất thì rất là so kè nha. Có 6 đội đang thi đấu trong lượt thi đấu đầu tiên này. Đua này thì quan trọng là nước rút. Vì nếu mà có thể lực tốt thì những cái giây phút cuối thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Cuộc đua rất là hấp dẫn luôn. Quá sao kẹt rồi giữa các đội. Nhất vì ba cho các đội.
thấy có một cái chiếc cano nhỏ nhỏ vậy nè, chạy với tốc lực quá dữ luôn, thật sự là rất đẹp chiếc cano. Đây là cái điểm đặc trưng đẹp nhất của lễ hội Kỳ Yên năm 2022 là những chiếc tàu, chiếc ghe của bà con trang trí và chạy trên sông nè. Đó là một cái điểm đặc trưng rất đẹp của lễ hội Kỳ Yên trên Bình Thủy. Một nét đặc trưng riêng biệt, không có nơi nào so sánh được với đình Bình Thủy. Phía bên đây là ban tổ chức của lễ hội Kỳ Yên, ban tổ chức của giải thi đấu đua thuyền. Đường bơi số 2, em sẽ cầm mua 3, đường bơi số 3, lò rèn. Đường bơi số 4, ô bờ 7, thành bí, đường bơi số 5, nhận thành 3, đường bơi số 6, quốc nhập vòng, đường bơi số 7. Và giới thông cáo là ở bảng D là 4, tất cả các thiền chuẩn bị ra để xuất phát, đường có 8, đường 7 thiền như sau. Tiếp theo, diện cấp 4, đường bơi số 1. Đây là lịch thi đấu của lượt thi đấu thứ tư. Đây là ban tổ chức đang đọc lịch thi đấu của lượt thi đấu thứ tư, vòng loại thứ tư, còn có 7 đội. Còn đây là quang cảnh của bà con phía trên đình Bình Thủy nè. Giờ này quá đông bà con đến để cổ vũ cho các đội thi đấu giải đua thuyền của đình Bình Thủy năm 2022. Về tham dự đợt thi đấu lần này thì có 43 đội chia ra làm các bảng để thi đấu và lấy hai đội nhất nhì của các bảng để thi đấu vòng loại thứ hai là 12 đội, sau đó sẽ là thi đấu vòng chung kết. Còn đây là cái quang cảnh toàn cảnh các thuyền của bà con đang di chuyển ở trên sông nè, rất đẹp luôn, điểm đặc trưng của lễ hội Kỳ Yên lần của năm 2022. Đây hiện tại thì các đội đang chuẩn bị tiến về đích nè. Mình thấy có hai đội đang chuẩn bị tiến về đích, cũng đang rất là so kè. Các đội đang cố gắng giành vị trí thứ nhất và thứ nhì trong lượt thi đấu đầu tiên này để có thể vào chung kết. Hiện tại thì mình nhìn thấy đội hơi xa nên mình nhìn thấy những cái cây dầm màu đỏ, là không biết đội nào có tốc lực bơi rất là nhanh luôn. Đang tiến về đích. Rồi hiện tại thì có một đội đang chuẩn bị băng về đích. Lượt thi đấu đầu tiên, lần này là lần thi đấu thứ tư của lượt thi đấu đầu tiên. Đây băng về đích một mình luôn, bỏ xa các đội ở phía sau. Thì đội này đã về đích đầu tiên trong lượt thi đấu thứ tư. Phía trên này thì có một chiếc tàu rất là vui luôn nè, những em gái nhảy với cái điệu nhảy rất là đặc biệt, không biết điệu nhảy là điệu nhảy gì luôn, quá vui. Điểm đặc trưng của lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy.
phát. Rồi bây giờ đây là lượt vòng loại thi đấu thứ 5. 2, 4, 6 đội. Đằng kia có một đội nữa, hình như là lượt thi đấu này tới 7 đội thi đấu. Lượt thi đấu vòng loại thứ 5 này có 7 đội. Có 7 đội thi đấu. Không biết là lần thi đấu này là vòng loại cuối cùng chưa? Vòng loại thứ nhất, vòng loại cuối cùng. Rồi bây giờ các đội đang chuẩn bị vào vạch xuất phát để thi đấu vòng loại thứ 5. Vòng loại này là chưa phải vòng loại cuối cùng nha bà con. Vòng loại thứ 5, lượt thi đấu đầu tiên của các đội để chọn ra hai đội nhất nhì của mỗi bảng vào vòng chung kết. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn ngắm lượt thi đấu thứ 5, xem các đội xuất phát. Chúng ta đang sắp xếp các đội để chuẩn bị vào vòng xuất phát và thi đấu. Đây là vòng loại thứ 5, lượt thi đấu đầu tiên để giành vé vào chung kết. Rồi bây giờ các đội đã bắt đầu vào lượt thi đấu. Lượt đấu này thì nhìn thấy các đội cũng rất là so kè luôn. Có 7 đội thi đấu lượt này. Xuất phát mới bắt đầu thì các đội đã tăng tốc 100% khả năng của mình và đang chuẩn bị băng băng về phía trước. Ở đây mình thấy có mấy cái đội này đang so kè với nhau nè, có 4 đội đang so kè với nhau. Bây giờ mình sẽ nhìn ngắm phía các bạn ở trên phía trên bờ nha. Và những chiếc thuyền đang di chuyển rất đẹp. Thì các đội đang thi đấu ở phía dưới, bây giờ mình sẽ vòng lên phía trên để quay khúc đảo cua cho bà con xem nha. Khúc đó rất là hấp dẫn luôn, các đội thi đấu giằng co với nhau.
Đây là quang cảnh của bà con hai bên đường đang cổ vũ rất là nhiệt tình cho các đội. Thật sự là những cái lễ hội kỳ yên hoặc là lễ hội ở miền Tây thì bà con cổ vũ rất là đông. Quá vui luôn khúc này nè. Không biết mình lên kịp cái khúc đảo cua hay không nữa. Đây là quang cảnh hai bên đường. Dài hai mấy đường thì bà con cổ vũ rất đông. Hình như là bơi cũng gần khoảng 2 cây số mới quay đầu trở lại, nên cái sức bền là quan trọng nhất. Mình vẫn chưa thấy các thuyền của các đội thi đấu. Đây, hình như là mình gặp các thuyền của các đội thi đấu nè. Bây giờ mình sẽ lên cái dòng cua luôn. Không biết là dòng cua ở khu vực nào đây. Mình sẽ lên mình quay cho bà con xem luôn. Có một cái thùng. Ờ, phía trước kẹt xe luôn kìa. Chưa tới nữa, hình như là cũng hơn 2 cây số à. Chi lên được không? Đây cái đội thi đấu phía ngoài nè. Co kè với nhau rất là sát nút luôn. Phía trên thì bà con cổ vũ rất là nhiệt tình luôn, đi theo xe đòn đòn luôn. Vẫn chưa đến cái khúc cua nữa, tầm hơn 2 cây số rồi. Đây là các đội đang thi đấu đây, phía dưới sông. Phía trên thì bà con chạy theo những cái đoàn xe nè. Các đội đang so kè với nhau từng mét nè. Đây là cái khán giả của những cái đội đua. Cổ vũ trên phía trên rất là nhiệt tình luôn. Rồi đây là đến cái khúc cua quay trở lại của các đội. Hiện tại thì mình nhìn thấy so kè có 4 đội. Đội Nhật Hào đang dẫn đầu lượt thi đấu thứ 5 này. Cố lên, cố lên. Đến tiếp theo đó là đội Hải Dương đang về thứ 2. Quá gay cắn luôn. Tiếp sau đó là đội Văn Hiếu và đội Lò Gèn đang so kè vị trí thứ 3. Hiện tại thì mình nhìn thấy có 4 đội đang quay đầu và trở về đích.
hai đội này đang lúng cuốn ở bên phía bên đây. Rồi hai đội kia đang băng băng về đích rồi, còn hai đội phía sau này thì vẫn đang bỏ lại phía sau. Đội Lò Gèn và đội Văn Thiếu đang so kè vị trí thứ ba. Mình còn một lượt thi đấu nữa là kết thúc hả chú? Mình còn một lượt thi đấu nữa là kết thúc hả? Dạ, vậy là 6 lượt thi đấu ha. Dạ, vòng bảng này thì có 6 lượt thi đấu. Rồi bây giờ mình sẽ trở về cái vị trí ban đầu, vị trí về đích nha. Đây ở trong đây mình nhìn thấy có mấy cái anh người mọi nè. Hello, hello, hello. Quá đặc sắc luôn nha. Đó. Quá đẹp luôn. Trời ơi cự cái kia hả? Mẹ đẻ coi. Trời ơi. Trời ơi. Mất cái hàm răng luôn hả? Quá dữ rồi. Ôi ơi, cái bộ đồ này mua đâu hả? Ê, bộ đồ mua đâu hả? Còn giống ai vậy nha? Đặc biệt luôn. Đây ở trong cái chùa này quá tài vui luôn nè. Bà con ta đang cổ vũ quá nhiệt tình luôn. Rồi bây giờ mình tiếp tục ra cái khu vực thi đấu của các đội nha. Cái đội mình sớm gì thi đấu nha anh? Vô chung kết hả gì vậy? Rớt rồi. Rớt rồi. Thôi năm nay còn năm tới nữa đúng không? Năm tới mình cố gắng giành duy nhất nha. Đội mình là đội nào? Đội Đua Thuyền Phú Đà Châu. Này là ở huyện nào? Châu Phú nha. Rồi. Thôi năm nay mình không có được vô chung kết thì năm tới mình lấy giải nhất mới được, đúng không? Ok không? Rồi. Rồi bây giờ muốn nói gì với bà con nè, nhắn nhủ với bà con nè, gửi lời đến bà con nè. Nói bà con là năm tới là không còn sùng nữa, đóng sùng nhà chơi luôn. À, đóng sùng nhà chơi luôn. Rồi. Vậy là năm tới chơi sùng nhà luôn. Sùng nhà mới chơi luôn. Quá vui. Chúc mừng mấy bạn. Cái mình là của Châu Phú luôn anh. À, cái thuyền mình là của Châu Phú luôn á. Chỉ có biết cái này là mình bỉ cho bốn bờ, còn như mình đẩy thôi. À. Rồi cảm ơn luôn nha, cảm ơn anh nha. Cái đò này là của Châu Phú nha. Đâu mình nâng lên mình vô cái coi. Nâng lên vô cái coi. Quay hết luôn. Không khí ở đình Bình Thủy. Cái đò mình là của ai? Của Đà Châu. Chiều nay đăng luôn. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Dạ, Cao Tùng Vlog. Phú Đà Châu. YouTube, YouTube. Rồi. Hello nè. Hello, hello. Rồi. Hello nam ha. Rồi. Cô mình Châu Phú phải không? Châu Phú. Anh em Châu Phú. Anh em Châu Phú phải đỉnh nha. Đây bên đây cũng mấy bạn của Châu Phú luôn. Chào mấy bạn nha. YouTube bây giờ chạy. Đây cái đoạn này là của Châu Phú luôn. Mấy anh em Châu Phú. Quá vui luôn. Có quay đi chạy chưa? Chưa. Quay đi chạy mình mạnh vô cho quay em. Đi chạy luôn. Rồi quay đi chạy luôn. Rồi trở lại quay đi chạy luôn. Quay đi chạy luôn. Chưa đang chuẩn bị thôi. Mình quay lên YouTube. Quay lên YouTube thôi. Rồi đi chạy.
đấu thứ 6 cũng là trận thi đấu cuối cùng của các đội nha. Bên qua dẫn thành 2 đường bơi số 3, qua Lan Hải Dương 4 đường bơi số 4. Bây giờ là lượt thi đấu cuối cùng của các đội. Chưa chơi cái lùi lưỡng xuống này coi bơi gì, bơi cái sọt sọt gì sao bơi. Lưới lại em hao coi. Lượt thi đấu vòng loại thứ 6 cũng là vòng loại cuối cùng của Giảng Thành nè, lùi lại nè, Giảng Thành này lùi sao coi. Giảng Thành lùi, Hải Dương lùi. Hải Dương kia lùi lùi nè. Cái ông nào lùi thì lùi, còn cái ông nào ở dưới thì giống giống lên chút xíu. Ông nào lùi lùi. Chưa có bất cờ cho người kia sọt 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 thì sao mấy được. Rồi bắt đầu thi đấu. Đó. Quá em luôn. Khi mới xuất phát thì các đội so kè với nhau từng mét. Ồ, cái lượt thi đấu thứ 6 này các đội hình như mà mình nhìn thấy là khỏe hơn á. Khỏe hơn các đội các lượt thi đấu trước á. Tốc lực bơi rất là nhanh luôn. Mình thấy cái đội áo xanh này như là bơi trước hết trơn kìa. Không biết là cuộc của đội nào ạ. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đến kết quả của lượt đi lượt thi đấu thứ 6 để xem hai đội nào sẽ vào chung kết với 10 đội trước kia nha. Bà con nhớ đón xem và theo dõi kênh Cao Tùng Vlog và trận chung kết vào ngày mai. Rồi bây giờ sẽ đến lượt thi đấu thứ 5, vòng loại thứ nhất để lựa hai đội vào chung kết. Là Bình Quý 1. Lượt thi đấu này vẫn tiếp tục là có 2, 4, 6 đội thi đấu. Các đội đang chuẩn bị vào vạch xuất phát để thi đấu lượt thi đấu thứ 5. Số 4 nha, đường bơi số 4. Bình Quý 1, đường bơi số 4. Đường bơi số 4. Lượt thi đấu này vẫn có 6 đội thi đấu. Bình Quý 1 đường bơi số 4 nè. Các đội đang vào vị trí để nè, hai chuẩn cái này bị luôn nè. Bình Quý 1 đường bơi số 4 nè. Đường Bình Quý 1 đường bơi số 4. Rồi còn cái thằng U7 nè. Đường bơi số 2. Vẫn chưa thi đấu, vẫn chưa thi đấu. Bên đây là cái cờ của trọng tài nè. Nếu trọng tài phát cờ xuống là bắt đầu các đội sẽ thi đấu. Giờ này thì vẫn chưa nha. Bình Quý nè, Bình Quý đường bơi số 2 phải không? Bình Quý đường bơi số 2 đâu? 2, 4, 6. Còn một thi nữa đâu? Ồ, như vậy là lượt thi đấu thứ 5 này đến 7 đội lận. Còn một cái đội phía xa xa kia kìa. Về đi phao coi. Chưa có đến bạch xuất phát. Đây nè, giang em hao là một nè, cái thứ hai đó lúc so hạng mình dợp chiếc xuồng này với xuồng kia. Ai dợp thì trọng tài là phát phát, còn ai là dợp xuồng lên xuồng là mình nhóng lên cho nó bằng ta. Ép xe còn qua hai đường qua số 1. Ồ, mình thấy chiếc xuồng này có một cái con nữ kìa. Dược hào 1, đội số 3 nè. Chỉ huy nghe. Cái lượt thi đấu này có một cái con nữ chỉ huy ở đội Quang Hiếu nè. Dược hào đang bế theo đó, đội số 3. Còn U7 nè. U7 nói bệnh. Còn đội Nhật Hào thì đang chuẩn bị vào vật chứng phát. Nè, giờ có mũi xuồng á. Dân đồng viên này dợp mũi xuồng nhau, dợp nó nghe với nhau lùi lại. Mình dợp mũi xuồng á. Mình nhìn thấy các đội trong lượt thi đấu này dợp mũi xuồng á, đừng có lên cao. Rất đều với nhau nha. Rồi, xuất phát. Rồi, đây các đội đang xuất phát nè. Giữ không? Giữ không? Mới xuất phát thì các đội so kè với nhau từng mét. Cái này thi đấu này thì nhờ lượt bền của các đội chứ trên lệch 1-2 mét là không thành vấn đề, quan trọng là sức bền thôi.
sau này thì các đội cổ vũ đang cũng đang chạy theo các thuyền bơi kìa. Rồi như vậy là hai đội này đã về đích rồi. Đây là lượt thi đấu cuối cùng, cũng là lượt cuối cùng của hai đội vào thi đấu trận chung kết vào ngày mai. Đến đây thì Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video đây. Chúc bà con cô bác xem clip thật vui vẻ và nhớ đừng quên để lại một đăng ký cho Cao Tùng Vlog và đón xem những video tiếp theo và đón xem trận chung kết vào ngày mai trên kênh Cao Tùng Vlog.